chắc anh theo em về mà miền Tây. Thằng Tí nó hóng chuyện ai về làng mình đây. Dưới chỗ em nơi đây nhiều mồi hay, anh cứ nhậu thoải mái có sẵn em vào thay. Ý kìa chú ba đem qua thêm con cá lóc, cá này nướng chui ăn ngon lên tới nóc. Mà ở dưới miền Tây ta nhậu ngon hết say, nhậu không thấy trời mây, không say là không về. Ha, nghe em hát dân ca, người từ xứ xa cứ yên tâm em đây thật thà. Hoài nói quỷ nói dai nói dài mà mày chưa bật nhạc. Nhanh nhanh giùm tao đừng làm tao nóng. Tao nóng tao lên là bay hơi mệt. Tao nóng tao lên tao quẩy bay giờ. Cô dâu chú rể ngày nào cũng hạnh phúc. Chúc cô dâu chú rể làm ăn phát tài phát lộc. Cô dâu sớm sinh quýt nở. Chúc cô dâu chú rể tao cũng không biết nói gì luôn. Nhưng mà thôi nói chung là chúc hạnh phúc, thật là hạnh phúc. 3 năm hai đứa được rồi hen. Chúc cô dâu chú rể sống viên mãn hạnh phúc bên nhau. Bên dòng sông ngóng trông chờ, trầu cao thiên qua đưa tới. Đưa
tình cảm ai cũng trầm trồ. Mình cũng trai tài gái sắc ma, nhưng đi chân chất không cần hầm hố. Hạnh phúc mình có nhờ trời ban, hợp nhau là cưới mà cần thời gian. Phú quý do trời, còn chồng em là anh. Nếu cái nhẫn cưới là có ai tranh giành, cưới nhanh cho lành. Đi đi anh ơi, nói nghe nè, hứa rằng anh là chồng của gái. Hôm nay thì gia đình nhà ta có mang đến tháo tháo một quà ẩm vật để trước cúng ông bà cho gia đình Nguyễn Thảo. Hôm nay có mâm cầu cao, cao quả, nước yến, bánh, cá mâm. Giờ tiếp theo và bây giờ về đi Nam ơi, tôi lại em tôi cũng hôn mà gái đó là anh thành quà của nhà trai đem đến hôm nay. Thì mời mấy anh em, mấy thanh niên mình ra xuống bắt mắm bánh quà quà quả gì đây, nữ quả gì đó như rồi lấy cái dĩa thấp lại là ra món một thứ ra đây em không. Phần tiếp theo là khó phụ quả tay có phụ quà 100 triệu để ta giữ cho cái hỗ trợ cho cái đám hôm nay. Rồi, rồi. Ở bên anh thì nó khác bên anh tu này, thì ở đây thì nói để tham khảo thôi nghe, chứ không phải lên lớp hay sửa lưng dặn nha, đừng hiểu làm tội nghiệp tôi. Rồi bữa nay thì tôi nói là tiền thông dụng, đi tiền thông dụng hỗ trợ cho bên nhà gái làm đám đó mà. Thì vậy thì ở đây tôi đại diện cho em tôi thì nhận tất cả lễ lộc của bên nhà trai đem đến hôm nay. Và tiếp theo là phần thứ ba là phần nữ trang cho cô dâu. Hôm nay là gồm có một đôi bông, một cọng dây, 5 chiếc kiềm, mấy chiếc lắc và tổng cộng số vàng là 50 chỉ. Bên kia nhà anh là mưa ngon, bên đây nhà em là đường dâu. Yêu như mình lâu em muốn yêu anh đơn khi bạc mới đầu. Em không cần anh là siêu sao, chỉ muốn bình yên mình yêu nhau. Mong tới ngày mình nên duyên. Anh bà chết ở sân, tôi về thất tổ xong bây giờ tới ông bà sống và mời cái gì cái chú mấy bác uống rượu cho cháu lại nó sáng thôi chị. Bây giờ bữa nay ông bà là hết là 50 tuổi, sau là còn là bác chú cậu dượng ở bên nội bên ngoại của ông Hồng mấy cháu đó. Và bây giờ vậy có cậu mà chú Út nó là Út Dũng đó, là uống rượu đi, Dũng mời đại diện bên bên cha của con Hồng. Tóc đi. Nếu như anh là bơ, có ai làm tóc đi là thì đại diện ở bên mẹ con Hồng. Còn xa hai ông anh chú này, ông chú ông cậu này cho cháu nó lại hết xác. Ông bà ta còn cá mình không có lại được, con lại mới bị tiêu đời vậy. Mày để đúng ông xuống này, mày giờ đứng xá thẳng ra trước hai cái đi chưa. Xá thẳng trước thôi. Vô đây nè, vô đây nè. Đứng đây nè. Hồi tôi giữa bạc con cũng xá thẳng ra. Còn phải là anh chị thôi, cái gì trong vai đi anh Năm anh ở đây còn là mình gì đó anh phải nghe còn mấy chút gì nữa. Oh,
bạn không quên nơi đâu hai ta đứng kế nhau. Ai xung quanh nhìn thấy cũng phải thốt nên câu, sau đây ta đẹp đôi và xứng với nhau gì đâu. Oh oh oh, nhưng có lẽ ai cũng sẽ bất ngờ khi hai tin đôi ta nhanh hơn sớm chốt đơn. Khi trông thấy em cười, anh đã muốn làm người miền Tây. Người miền Tây xinh xinh thông minh chơi tay băng, giờ miền Tây thương yêu xinh ai cũng mang. Một lần đến cảm thấy như ở quê nhà, làm người nhà anh nha. Về miền quê hai ta chăm cây chơi với cá, là một đôi nông dân hâm ca dù quá xa. Anh biết sợ hở là em sẽ hát ca để làm vợ anh nha nàng thơ. Baby ơi sao em không lấy anh đi à, bao nhiêu từ cái này đó anh lo nè. Tôi phân nhân còn đâu đồng ý đi nha, mình thành một cặp hay ho. Baby ơi hôm nay anh rước em về nhà, bao con không biết họ từ chối ta chê nè. Hôm nay đâu ta nên em nghĩa vũ thề buồn gạt sang xe. Cháu đứa nào nó đi đưa dâu nó chuẩn bị. Ôi vui đây.
trẻ non nghiêng bài thơ trong xa như bướm bay dường qua thước tha vào nhà lũ bạn trai tình nghịch đùa dai câu bông đùa hồng đôi má nàng dâu nhớ nhà em đêm nay mới là đêm đồng phòng thì bên bển ăn uống cũng tác thì vấn đề nội trợ đó chú có gì cũng thông cảm cho cháu tôi bỏ qua cho nó còn chú thì bổn phận này phải gì dắt con vợ này rồi đó là phần phải gắm con cháu rồi tới phần thứ ba ở đây đó thì gia đình của cháu Hồng cha mẹ đó có tặng cho con là một số vàng để cho nó làm của hồi môn hay làm vốn gì đó mấy anh thôi bây giờ ở đây ăn mặc vest bóng cam đi với cô dâu đưa em lên thuyền qua ta bước chung nhịp cầu cơn mưa hạnh phúc đã đưa mình đến bên nhau cho hai chúng ta có một tình yêu nhiệm màu giờ lành đã đến em ơi đặt tay càng rượu giao bôi quà mình xin lễ trao tay nên duyên ngày ta có đôi bà còn đông đúng chung vui anh mang kiều quá rước dâu bồi hồi nhân cưới trao tay hạnh phúc khắc long bạc đầu chúc cho hai tham gia sức khỏe dồi dào và làm ăn phát tài xin hết. Xin cảm ơn anh. Rồi, rồi. Đó hay quá. Em chỉ vẫy cô dâu đưa em lên thuyền qua ta bước chung nhịp cầu cơn mưa hạnh phúc đã đưa mình đến bên nhau cho hai chúng ta có một tình yêu nhiệm màu em đừng có xỉn tiền mừng cưới chưa vui đêm nay ta sẽ đồng phòng hoa chúc bao vui tranh thủ ra năm lần thêm cây đám thôi nồi xuất sắc em ơi hay ta lại những trận đời giờ lành đã đến em ơi đặt tay càng rượu giao môi quà mừng xin lễ trao tay nên duyên ngày ta có đôi bà còn đông đủ chung vui anh mang kiều quá rước dâu hồi hồi nhân cưới trao tay hạnh phúc rất lòng bạc đầu một hai ba bốn em theo anh về làm dâu miền Tây.
vậy mà tình mình biết bao niềm vui. Có em về đây sớm thâu ngày đêm rộn vang tiếng cười, kiếm thêm thằng tỷ thì còn gì tuyệt vời bằng anh. Chị này nói công chuyện với tôi nè. Bằng là bằng lòng em theo anh về quê bên ruộng đồng, có cây dừa xanh nhánh sông lượn quanh sao mà thương quá. Rồi chiều quang hôn ta đã bờ đê mình ngồi bên nhau, có em và anh tiếng yêu mặn nồng ngọt ngào ta trao. Hò là hò ơi hò ơi hò, dù đời còn gian khó xin chỉ yêu riêng mình anh. Hò là hò ơi mong tình thương thêm mến thương, tay nắm dây kề lên tao mình về quê. Ơi, về đây ta xây tình nồng bên nhau nên duyên vợ chồng. Vợ chồng năm sau sinh con đầu lòng, em coi anh tính như vậy được không? Được em không? Ơi anh nói cho em nghe, bao nhiêu cô trong xóm hay lâm le, qua khôi đồng nội người đẹp cù lao thả môi thả tính, nhưng mà ai ai đâu kè. Người cần của anh là duy nhất, chỉ một lòng một dạ yêu em mãi về sau. Sông có cạn hay sỏi đã có mòn như đất trời làm chứng, anh chẳng nuốt lời đâu. Trai miền Tây hiền lành và chất phái, chất phái thiệt thà dễ mến lắm em ơi. Chỉ cần em đưa tay gật đầu và đồng ý báo đỏ ruột cây ta xây đến trọn đời. Sầm sinh thông tin thường thình em nghe lòng mình. Cuộc đời bình bình vậy mà tình mình biết bao niềm vui. Có em về đây sớm thôn ngày đêm rộn vang tiếng cười, kiếm thêm thằng tỷ thì còn gì tuyệt vời bằng anh. Chị nói công chuyện với tôi nè. Bằng là bằng lòng em theo anh về quê bên ruộng đồng, có cây dừa xanh nhánh sông lượn quanh sao mà thương quá. Rồi chiều quang hôn ta đã bờ đê mình ngồi bên gian khó xin chỉ yêu riêng.